Chào anh em nhé, bây giờ là 7 giờ tối thì câu lục chào anh em. Theo như đúng lịch ấy thì là hôm nay câu lục, thế nhưng mà hôm nay tôi không đi câu được thì buổi tối tôi sẽ đi câu rô phi vậy. Có một cái hồ gần là tự nhiên ở đằng kia. Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn anh em trộn cái bài mồi rô phi câu rất chi là đơn giản thôi. Đây, tôi sẽ lấy thính lền tôi trộn cho anh em. Tôi câu ngay đầu cần, tôi không 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 cần trộn quá nhiều tính, tôi trộn ít thôi, chỉ khoảng lúc số lượng xong nó chỉ khoảng một bát thôi. Tại vì câu rô phi đâm ra là không muốn lãng phí quá nhiều. Đây tôi chỉ lấy là một bát con thôi, không đến một bát con. Đây là thính nền này, thính nền anh em xem hướng dẫn có trong kênh đấy nhá. Giờ tôi cho một ít cám gạo nữa. Cái bài này siêu đơn giản luôn, cực kỳ đơn giản. Đây cám gạo bị chuột cắn tùm lum tới lừa hết rồi anh em này. Hai lăm cám gạo, cho 2 năm rưỡi cám gạo đây, cho hẳn 3 năm đấy cho nó kết kết rồi. Ok anh em, bây giờ tôi cho mỗi xốp vào đây nữa đâu, tôi đảo lên. Đây xốp anh em nha, tôi cho ít thôi. Ok, cho một tí xốp để thôi. Xốp này là xốp tôi đóng hàng, tôi gửi anh em lăng xê cho anh em lấy trộn, thấy hơi tiếc. Xốp này là xốp đắt tiền, xốp xịn. Đấy, có mỗi cám gạo và thính nền thôi anh em. Tí nữa tôi nắm chỗ này vào nó chỉ một cục bằng cái bát con thôi. Xuống ném thùng phát bắt đầu ngồi câu thế thôi. Rất là đơn giản. Nhớ nghề quá nhưng mà hôm nay không thể đi câu được anh em ạ. Thế là tối nay tôi quyết định đi ngồi câu rô phi. Về mai làm cái video úp anh em xem là cái thứ nhất, thứ hai nữa là tôi đỡ nhớ nghề. Đấy anh em, bây giờ nắm chặt vào, mang xuống hồ ném. Này anh em mình nhìn một nắm rất nhỏ thôi, mang xuống hồ ném. Đây xong rồi, để thôi, cám gạo và thính nền, ok. Này mang xuống hồ ném thôi, và câu. Đấy. Đây là mồi V. Mồi V để câu rô phi, mồi V này thì tôi cũng có hướng dẫn cho anh em ở trên kênh đấy. Mồi câu V rô phi mà cái buổi tối tôi câu mồi V nó có một cái video đấy. Ra quay lườm tườm quá nên đây tôi quay ngắn gọn. Cái trộn mồi này rất là đơn giản cho anh em xem. Câu rô phi cực kỳ đơn giản. Ok anh em, như vậy là đã xong.
Đây một ổ thính câu rô phi rất chi là nhỏ. Ổ thính câu rô phi rất chi là nhỏ và một cục mồi V. Bây giờ tôi sẽ ra tôi lấy cái lò xo bút và tôi xỏ vào cái một cái tứ hoặc cái lục gì đấy. Tôi mang cần nhỏ thôi, tôi đi câu câu rô phi ra đấy thì tôi sẽ quay tiếp cho anh em xem. Ok. Anh em tôi vừa đến nơi nha, thính thiện vẫn chưa ném này. Đây bây giờ tôi sẽ quay phim, bây giờ tôi sẽ ném thính. Đây tôi câu đầu cần thôi. Rồi ok anh em. Bắt đầu ném thính ném thiếc này. Ok anh em, do đây là buổi tối nhé. Đây buổi tối này. Tôi sẽ ném câu ở đầu cần thôi chứ không câu xa. Bây giờ tôi lấy cái kìm để gỡ cá. Ok. Đây anh em nhé, đây là lục cho lò xo vào để mà tôi về mồi câu rô phi ở đầu cần. Nó không không phải lo. Ok anh em. Đấy anh em có thể thấy tôi câu rất chi là gần ngay đây này. Đấy, ngay đây tôi sẽ ném thính anh em cục thính nha. Đấy, cục thính vừa trộn ở nhà này, thính nền và cam gạo. Bây giờ tôi sẽ ném ra đấy. Ờ,
Rồi, tôi vừa ném thính xong và bây giờ thì bắt đầu câu được rồi. Cho lên và lấy mồi về câu.